Tập 12. Ti Trung Ký, Thảo Nhiệt của anh thần kỳ quá. Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Thiếu gia, anh có chỗ nào không thoải mái? Không thở được. Đúng đúng đúng, xin lỗi. Vị tiểu thư này, cô yên tâm. Túi cô làm mất, chúng tôi sẽ tìm lại giúp cô. Cô chỉ cần điền xong thông tin là có thể đi. Có điều, một mình con gái như cô thực sự không an toàn. Sau này ra ngoài, tìm người đi cùng thì tốt hơn. Tôi biết rồi. Như đồng chí cảnh sát, lần này tôi ra ngoài thực ra để giúp cha tôi tìm một người bạn thân. Ông ấy là bạn bè ly tán nhiều năm của cha tôi. Lần này cha tôi lành ít dữ nhiều, mắc bệnh nặng cũng không sống được lâu nữa. Vậy cho nên tôi mới bất đắc dĩ ra ngoài tìm người bạn này giúp ông ấy. Người bạn này của ông ấy là một người thợ sở khóa tên Mã Ngũ. Tôi đã đến đây rất nhiều ngày rồi, vẫn luôn tìm ông ấy. Tôi nghe ngóng khắp nơi. Đến nơi ông ấy từng sống, phát hiện ông ấy đã không sống ở đó nữa. Hỏi hàng xóm của ông ấy, hàng xóm nói ông ấy đã về quê. Nhưng tôi không biết quê ông ấy ở đâu. Không biết chỗ các anh có thể điều tra giúp tôi không? Được, việc này cũng đơn giản. Thợ khóa cả trấn đều được ghi chép trong hồ sơ. Tôi kiểm tra giúp cô. Cảm ơn. Mã Ngũ, anh chập thôi, cẩn thận, anh không được cử động lung tung. Vừa nãy anh rơi vào trong khe núi, anh có biết không? Anh có chỗ nào không thoải mái không? Chỗ này quanh có đồ bẩn, tôi lấy giúp anh. Thấy rồi, chính là ông ta, cô xem. Cảm ơn. Anh cảnh sát, không ngờ cốc nước này cũng nguội mất rồi. Tôi rất lạnh, anh có thể rót cho tôi cốc nước nóng không? Được, cô đợi một lát. Cảm ơn. Tiểu thư, nước của cô. Cảm ơn. Đồng chí cảnh sát, tôi đã điền xong bản rồi. Nếu các anh tìm được thì báo cho tôi. Được. Lần này thực sự rất cảm ơn các anh giúp tôi việc lớn như vậy. Việc này cũng không trách cô được. Muốn trách thì trách người làm hại cô. Tôi thấy thời gian không còn sớm nữa. Tôi cũng phải nhanh đến thị trấn Mai Trang. Hôm nay cảm ơn anh. Không có gì, cô đi thong thả. Quan hệ của Quý Khấp với Tiền Trọng Kiệt, có thể có chứng cứ gì chứng minh quan hệ giữa họ đây? Quý gia, cậu không lo sòng bạc của chúng ta sao? Có gì phải lo? Chỉ cần Doanh Chiến dám sao chép sòng bạc chúng ta, tôi lập tức sai người phá hai chỗ ở khu nam của anh ta. Quỷ gia suy nghĩ chu toàn. Quỷ gia, lúc nào chúng ta xử tịch Tiền Trọng Kiệt? Nếu chúng ta thực sự bắt hắn, Tiền Chính Lương, Lâm Húc Nghiêu, Đổng Cao Thăng được lợi thế nào? Đại Bang,
sao luôn muốn bắt cóc Tiền Trọng Kiệt thế? Việc chúng ta nên nghĩ là làm sao bảo vệ tốt cho hắn. Nếu như vậy, chúng ta có thể có được bao nhiêu lợi ích? Bảo vệ hắn. Quỷ gia cao minh. Quỷ gia, nếu chúng ta bắt hắn, đó là một cuộc mua bán. Nhưng nếu chúng ta bảo vệ hắn, vậy chắc là lợi ích lâu dài. Nhưng như vậy, chúng ta phải đối đầu với Doanh Thị. Chúng ta với Doanh Thị vẫn luôn như nước với lửa, thêm chút mâu thuẫn cũng chẳng sao. Thiếu gia, uống viên nước. Này, tôi có vẻ đỡ tương đối rồi. Chúng ta khởi hành đi. Vậy sao được? Anh xem sắc mặt của anh giống như dịch đói hai tháng. Không được, không thể khởi hành. Cả ngày tôi chưa ăn, sắc mặt tốt được sao? Chúng tôi cũng cả ngày chưa ăn thịt. Như vậy đi, đợi tối nay, nếu anh không có gì bất thường thì sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức khởi hành. Đại khái chiều tối mai có thể tới nơi. Chỗ này chỉ có như vậy, cưỡi ngựa cũng không được, đi xe cũng không được, chỉ có thể đi bộ. Cô biết mạng ngủ sống ở đâu? Tôi côn trùng. Còn không? Hết rồi. Sao lại có động đất? Động đất đâu? Động đất không thể nào. Không phải chứ, sao trên núi có động đất? Cô bị ngốc sao? Nơi nhiều núi mới dễ có động đất. Hồi học đại học cô đi ăn gà nướng sao? Ăn gà nướng thì sai à? Không sai, gà nướng ngon thật. Gà nướng rất ngon. Chính là loại thảo dược này đã cứu mạng anh đó. Thiếu soái, nói đi. Quỷ khách bảo vệ Tiền Trọng Kiệt chu toàn, hình như là để đối phó chúng ta. Cậu tin sao? Chuyện này Dạ Thiên Hội là nơi thế nào? Một cảnh sát nhỏ có thể làm lệnh tiếng của bọn họ. Tới khi xấu của Tiền Trọng Kiệt, sao quỷ khắp có thể khống chế được anh ta? Lẽ nào sự tồn tại của Tiền Trọng Kiệt với bọn họ mà nói có ý nghĩa khác? A Tứ, sao vậy? Cậu tránh đi trước. Không phải. Vì sao? Có lẽ thân phận của cậu đã bị quỷ khắp nhìn ra rồi. Họ không giết cậu là muốn thông qua cậu báo vài tin cho tôi. Nhưng suy nghĩ Chu Toàn cũng có sai sót, đã để tôi có được nhiều tin tức hơn nữa. Nhớ lấy, bất kỳ lúc nào bạn người quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dạ. Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Lỡ may bọn họ muốn để mình biết Tiền Trọng Kiệt có công dụng đặc biệt thì sao? Quỷ khắp không thông minh tới vậy, bảo vệ Tiền Trọng Kiệt chắc chắn là giả. Có cần bắt đầu điều tra từ Tiền Trọng Kiệt không? Thiếu gia, thiếu gia. Anh đã dậy rồi. Thiếu gia, A Xuân và Bích Quân đâu? Thiếu phu nhân và A Xuân mang theo chút hoa quả và nước đi dò đường trước rồi. Chúng ta theo sau chuyển hành lý tới. Quan đường. Đi. Dạ, đi. A Xuân, anh phải buộc dây đỏ cẩn thận đó. Nếu không thiếu gia và các anh không tìm được đâu. Tôi biết rồi, cô chậm thôi thiếu phu nhân. Yên tâm, tôi làm được mà. Mà chết rồi. Cái này thực sự vẫn còn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ,
Mỗi lần chạy ra ngoài đều sẽ khắc một ký hiệu lên cây này. Chỉ muốn biết mỗi lần bản thân trưởng thành, mỗi lần cao lên, hy vọng sống ngày tháng bản thân mong muốn. Thiếu phu nhân, A Xuân, thiếu gia đã khỏi rồi. Chúng ta chỉ dậy sớm hơn một tiếng, bước chân thiếu gia nhanh hơn chúng ta, sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Được, vậy anh đi trước, tôi theo sau ngay. Vậy tôi đến phía trước xem thử. Nếu thực sự có thể gặp được cha nuôi ở quê vậy thì tốt quá rồi. Nhưng những kẻ ác bắt cóc cha nuôi sao có thể dễ dàng tha cho cha nuôi chứ. Cắt may không thể đẹp chút sao? Lâm Bích Quân này ở trên tàu còn nói sợ Mã Ngũ, thì giờ sao vậy? Chị vẫn theo A Xuân, cầm theo địa chỉ của nhà Mã Ngũ, liền dám đến nhà của phạm nhân giết người. Cô không sợ sao? Đi. Đi. Thiếu phu nhân, theo địa chỉ, đây chính là nhà của Mã Ngũ. Thưa phu nhân, hay chúng ta tới xung quanh hỏi bà con sao có phải Mã Ngũ đã chuyển tới nơi khác rồi không? Cô xem nơi này bị đốt thành như vậy, tôi cảm thấy có lẽ không còn ai nữa. Được, cô đừng đi lung tung, tôi đi rồi về ngay. Đây không phải chăn của mình sao? Gia đu nói trưởng thành không được ôm chăn ngày nhỏ mãi, nhưng gia đu vẫn giữ lại cho mình. Bác nhỏ, bác lớn, gia nuôi, gia nuôi, gia nuôi à, cha nuôi, cha nuôi, cha nuôi. Thiếu gia, tôi bảo cậu điều tra chuyện của Tiền Trọng Kiệt điều tra thế nào rồi? Hai hôm trước Tiền Trọng Kiệt và Lâm Tiểu Tư đã cùng đến núi Thiên Mã, hình như có manh mối về Mã Ngũ. Bọn họ đi điều tra Mã Ngũ. Mã Ngũ, đúng. Cha, cha cái gì? Là anh sao? Không ngờ chân anh ngắn đi cũng nhanh quá đó. Nhanh vậy đã tới rồi. Ai chân ngắn? Cô đang nói bản thân cô sao? Không phải A Xuân cùng cô tới sao? Cô ấy đâu? Anh ta đi tìm người dân rồi. Cô nói xem, cô bỏ lại vị hôn phu cùng A Xuân, hai người cùng tới đây, cô cảm thấy có thích hợp không? Anh nói xem, anh ghen cả với A Xuân, anh cảm thấy như vậy có thích hợp không? Được rồi, là tôi quan tâm cô. Có khả năng Mã Ngũ là hung thủ giết Doanh Thiếu Thiên, cô không sợ ông ta làm gì cô sao? Anh vừa giờ đâu nói Mã Ngũ là hung thủ giết người, tận mắt nhìn thấy không? Không phải anh từng nói có thể ăn bậy không thể nói bậy, điều này là anh dạy tôi đó. Sao cô? Thiếu phu nhân, A Xuân, thiếu gia, mọi người tới cả rồi. Tôi tìm được một người dân ở đây. Ông ấy nói đây chính là nhà cũ của Mã Ngũ. Mấy ngày trước ông ấy đang làm nông, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, mọi người đều chạy qua đây xem, thì phát hiện nhà Mã Ngũ đã bị đốt. Còn có người nói bị nổ. Bị nổ? Nếu thực sự là như vậy, tức là có người cố ý gây ra. Hôm đó sau một tiếng đùng,
Tôi với mấy người liền qua đây xem. Mã Ngụ bị mấy người kia bắt đi, dứt thẳng vào trong sông. Xem ra là tiêu đời rồi. Chuyện của Lưu Hoài Cẩn điều tra sao rồi? Tôi đã thu mua hàng xóm của bà Đỡ ở Mai Trang. Nghe họ nói tháng sau con trai của bà Đỡ sẽ trở về viếng mộ. Đến lúc đó có người sẽ thông báo cho tôi. Sự việc sắp lộ ra rồi. Này, chẳng qua là sưng chân thôi, sao giống như mắc bệnh nặng vậy? Quay qua đây tôi xem nào. Chân sưng hay không liên quan tới anh. Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Học vấn không cao mà tính nóng gì. Tiền Trọng Kiệt, tôi không phải phạm nhân của anh. Anh có thể rời khỏi chỗ tôi không? Cô không phải phạm nhân của tôi, nhưng cô là vợ chưa cưới của tôi. Chồng chưa cưới tới thăm vợ chưa cưới, có gì mà không được? Vừa giờ đã chạy tới Lâm Phủ. Tiền Trọng Kiệt cũng ân cần thật đó. Người ta yêu nhau cũng sắp kết hôn, không phải luôn bên nhau sao? Anh nói gì vậy? Không phải, ý tôi nói họ không nên luôn ở bên nhau. Thành ra thể thống gì, cô nói xem. Tôi đưa cô một đề bài, cô tự thay đồ cần 5 phút, tôi thay cần 7 phút. Vậy tôi giúp cô thay đồ cộng thêm cô tự thay, tổng cộng cần mấy phút? Không biết. Tôi nói cô biết. Nếu cô trả lời được câu này, tôi sẽ tự đi. Không trả lời được, cô đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Vậy tôi phải nghĩ kỹ xem. 5 cộng 7 bằng... Đồng tiểu thư, lát nữa gặp đội trưởng, cô đừng nói, tôi nói cho cô biết đội trưởng chúng tôi ở Long Phủ. Yên tâm đi, chỉ cần sau này anh nghe lời tôi sẽ không nói chuyện này cho Trọng Kiệt. Sao mình lại tự đưa bản thân vào? Tôi biết rồi. 5 cộng 7 bằng 12 phút. Lâm Bích Quân, cô là heo sao? Đáp án là 6 phút, cô sai rồi. Tôi ở lại đây. Anh làm gì? Cô muốn đi đâu? Tôi đi đâu không cần anh quản. Không được đi. Tôi nói cô biết, trước đây lúc chân cô khỏe, cô ậm ỉ với tôi cũng thôi đi. Bây giờ chân không được khỏe, vẫn muốn ậm ỉ với tôi. Cô cần bôi thuốc. Bôi thuốc xong mới đi được. Nào, nằm xuống tôi bôi thuốc cho cô. Kiên nhẫn đợi đó. Cha nuôi. Giờ tôi vào báo cáo công việc trước. 10 phút nữa cô hãy vào. Nếu không đội trưởng lập tức nhìn ra, tôi báo tin cho cô. Anh ấy mà tức giận, tôi không gánh nổi. Tôi không thể phục vụ cho cô. Trọng Kiệt sắp thành cô gia nhà họ Lâm rồi. Tôi nào còn để ý được anh ta. Đi ra. Tôi vào thăm dò thực hư cũng được. Vậy được, anh nhanh lên đi. Được. Đội trưởng. Đội trưởng. A Tài, tôi báo cáo tình hình với anh. Cha nuôi. Cha nuôi, sao cha có thể bỏ lại Yên Chi? Con còn chưa để cha sống ngày tháng tốt đẹp, sao cha cứ vậy mà rời đi? Sự việc điều tra thế nào rồi? Các anh em ở núi Thiên Mã dọc theo dòng sông đã dứt sông 3 ngày 3 đêm, không tìm thấy thi thể Mã Ngủ. Sao các anh có thể không tìm thấy thi thể? Con sông đó chảy không nhanh. Hơn nữa ven bờ còn có rất nhiều cây dây leo. Tôi đoán Mã Ngủ bị cây dây leo cản lại thoát chết. Không thể loại bỏ khả năng này. Chuyện này tôi cảm thấy Mã Ngủ thoát chết rất có khả năng bị Doanh Chiến nhanh chân đến trước đã bắt Mã Ngủ đi rồi. Người của Doanh Chiến. Doanh Chiến cũng tham gia tìm Mã Ngủ sao? Đúng, người của Doanh Chiến từng tới núi Thiên Mã. Vậy tức là Mã Ngủ còn sống thì có lẽ bị Doanh Chiến bắt đi. Có lẽ là như vậy. Tôi biết rồi, theo dõi kỹ hành động của Doanh Chiến, báo cáo ngay cho tôi. Dạ. Lẽ nào cha nuôi đã thoát ra từ chỗ người bắt cóc ông ấy được Doanh Chiến cứu đi? Đúng, chắc chắn cha nuôi còn sống.
Sao có khả năng cha nuôi chưa chết? Không được, mình phải tới chỗ của anh Danh Kiến thăm dò xem. Sao cô lại xuống giường rồi? Không sao, tôi phải đi ra ngoài một lát. Cô muốn ra ngoài phải bôi thuốc xong mới có thể ra ngoài. Không cần anh quản, tôi phải ra ngoài. Không được, cần ra ngoài hơn nữa cũng phải bôi thuốc xong mới được ra ngoài. Không được đi, Tì Trọng Kiệt cũng vô dụng, bôi thuốc. Déo cũng phải bôi thuốc. Được rồi, tôi sai rồi, còn không được sao? Vậy còn tạm, tôi là chồng cô, tôi là trời của cô, sau này phải nghe lệnh của tôi. Đưa chân lên. Đưa chân lên. Đồng tiểu thư, xin lỗi, hiện giờ cô không thể vào. Không được, tôi phải vào. Đừng, anh làm tôi đau. Không có thuốc thì đừng xoa. Tì Trọng Kiệt, anh ra đây cho em. Tì Trọng Kiệt, đi thôi, ra ngoài nói chuyện. Tì Trọng Kiệt, ai vậy? Tôi ra ngoài xem thử. Không được cứ động lung tung. Ai? Ai gọi tôi? Ai tìm mình vậy? Tì Trọng Kiệt này đúng là cản trở. Không được, mình vẫn phải ra ngoài. Tì Trọng Kiệt, tôi nói này, anh ra tới cục cảnh sát làm việc đi. Vậy cô nhớ, phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Nhóc con. Anh Sẹo, kế hoạch đối phó Dạ Thiên Hội của chúng ta chu toàn cả rồi chứ? Mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ đợi thiếu gia cậu hạ lệnh. Lần này nhất định tôi phải lấy được Dịnh Tiểu Tân. Tôi phải giả một bàn tay thật mạnh và quỷ khắp. Thiếu gia yên tâm, cậu đã tin tốt đi. Đều nói quỷ khắp không dễ đối phó. Các anh không được lấy đá chổi đá với anh ta, nghĩ cách khác đi. Tôi đã biết phải làm thế nào. Xin thiếu gia yên tâm. Đội trưởng, chuyện gì? Lâm Bích Quân từ khi trở về từ núi Thiên Mã cứ kỳ lạ. Anh trông chừng cô ta giúp tôi, xem rốt cuộc cô ta có chuyện gì. Thư vợ sao? Đàn ông tốt tiêu chuẩn. Bớt định tôi, anh nhớ lấy. Đừng để Bích Quân phát hiện. Anh yên tâm đi, vậy tôi đi đây. Suốt cuộc là Bích Quân có tâm sự gì đang giấu mình? Cô còn chưa đủ nhiều bí mật sao? Mình mang một con gà nướng, lại thêm chút rượu. Đến lúc đó chút say danh chiến, chuyện gì cũng có thể hỏi rõ ràng. Nếu như vậy có thể biết được tung tích của cha nuôi. Đêm hôm sao lại ở đây? Không phải có thực sự có dính líu với danh chiến chứ? Đêm hôm như vậy không thể nào. Nhưng mà vẫn phải nói cho đội trưởng. Thiếu gia, chúng ta phải muốn lấy được băng bạch thổ phía nam thì phải doanh đại ca. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, doanh đại ca. Thiếu gia, Lâm tiểu thư cứ muốn xông vào tôi cả không được. Doanh đại ca, sao đây? Cô có tin của Lâm Bích Quân muốn nói cho tôi sao? Danh đại ca, em không hiểu anh đang nói cái gì. Như lần này em tới chính là vì lần trước tâm trạng em không tốt, anh đang ngủ em còn chưa kịp cảm ơn. Thật sự muốn cảm ơn tôi? Vậy đó tôi biết tin tức của Lâm Bích Quân. Anh nói là xem, lẽ nào chỉ uống chút rượu này đã chút say anh rồi? Nói gì vậy? Lần này em tới còn đặc biệt mang gà nước tới, định hôm nay uống say mới thôi. Uống rượu nói chuyện với anh thế nào? Uống rượu? Được thôi. Được. Cái gì? Cô ta lại tới biệt thự doanh gia. Đội trưởng, chị dâu có lẽ thực sự có chuyện gì đó.
Đội trưởng là đừng có làm bậy. Vậy đại ca, đào ép càng trước. Tốt. Theo quy tắc giang hồ, cô nên cạn liền ba ly trước. Tôi trước ba ly. Ly thứ ba. Hả, em sao? Phải phải. Ly thứ nhất. Ly thứ hai. Đội trưởng, anh cứ vậy xong vào sao? Tôi tới tìm vợ chưa cưới của tôi, xong vào thì làm sao? Đội trưởng, chúng ta đều biết hai hôm nay tâm trạng chị dâu không tốt. Lỡ may cô ấy tìm danh chiến thực sự có chuyện gì đó, chúng ta cứ vậy xong vào hỏi tội. Đến lúc đó e là cái gì? Tôi đừng được là thiếu gia nhà họ Tiền, chưa từng làm chuyện lén lút trèo tường vào nhà người khác. Không phải, tôi không có ý này. Trèo tường không mất mặt, đàn ông thương vợ mãi mãi không mất mặt. Nhưng mục đích hôm nay chúng ta tới là gì? Chúng ta muốn biết vì sao chị dâu tới tìm doanh chiến, đúng không? Nhưng nếu chúng ta cứ xông vào, chắc chắn không thể nào biết vì sao chị dâu tìm doanh chiến, đúng không? Tránh ra. Đứng lại. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này tiêu rồi. Lần này cục trưởng chắc chắn bắn chết mình. Đâu, Lâm tiểu thư. Sao? Khăn tay dùng hết rồi, không thể nôn tiếp được nữa. Em đâu có nôn, đương nhiên là em không nôn vào khăn tay rồi. Vậy thì được, uống tiếp đi. Được, uống thì uống. Lâm Bích Quân mà tôi quen, tửu lượng không kém như vậy. Ai nói tửu lượng em kém? Em không say chút nào. Cái này có tính là gì? Cái này vừa mới bắt đầu thôi. Nào, gia đại ca, xót rượu cho anh. Không phải chỉ uống rượu thôi sao? Nào. Đội trưởng, chị dâu. Chị dâu, câm miệng. Nào, chúng ta. Không không không, Lâm tiểu thư. Doanh chiến đại ca sao có thể không uống? Nào nào nào, chúng ta uống tiếp. Nào nào uống đi. Sao cô ta lại giống Bích Quân như vậy? Số cuộc của ta và Bích Quân có quan hệ gì? Làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Không phải đội trưởng. Đừng tức giận mà đội trưởng. Đây là địa bàn của người ta, chắc chắn chỉ do có nguyên nhân. Anh phải tin cô ấy. Lâm Bích Quân, cô ra đây cho tôi. Đội trưởng. Con người của anh sao vậy? Nhân đại ca, không phải em. Em không gọi họ tới đây. Sao họ lại ở đây? Này, Tiền Trọng Kiệt, anh đáng ghét thật. Anh nói xem, vì sao tôi đi đâu anh liền theo tới đó vậy? Dạ thiếu gia, chị dâu. Anh đừng gọi tôi. Các anh tới đúng là không đúng lúc. Vì sao đêm hôm lén lút chạy tới đây? Tại sao lại chạy tới đây chứ? Câu này tôi nên hỏi cô.
Đêm hôm cô tới đây làm gì? Đúng vậy, đây cũng là điều tôi muốn biết. Lâm tiểu thư, không phải cô thực sự tới mời tôi ăn gà nướng chứ? Doanh đại ca, tối nay chúng ta uống vui thật. Chuyện đó xin lỗi, em cũng không biết vì sao hai người xấu này lại tới đây. Nhưng mà không sao, lần sau chúng ta sẽ uống tiếp, được không? Được. Lâm tiểu thư mời tự nhiên. Được, vậy em đi trước đây. Bên đây, đội trưởng Tiền. E là tôi không thể trả lời câu hỏi của anh. Anh có thể về hỏi Lâm tiểu thư. Đợi đã. Đồ của Lâm tiểu thư để ở đây. Mọi người đều ở đây, chúng ta cùng uống rượu. Làm gì vậy? Anh Tài, chuyện này cô vẫn chưa nói tôi biết. Cô tới biệt thự Doanh gia làm gì? Đương nhiên là có việc. Đi, đi thôi. Trái lại là anh đó. Không phải, vì sao anh lại tới đây? Không phải là đi theo tôi chứ? Tôi đi theo cô còn chưa đủ mất mặt đâu. Vậy giống như anh nói, giết tôi là vì quan tâm tôi. Có đúng không? Lâm Bích Quân, cô đừng có già mồm ác lý với tôi. Đêm hôm cô với Doanh Chiến hai người mày qua mắt lại. Hai người còn ôm nhau. Này tiền chúng ta, anh đừng quản nhiều. Với lại, tôi tới đây là vì có nguyên nhân đặc biệt, cho nên mới phải lặn lội tìm tới chỗ này. Nguyên nhân đặc biệt gì? Còn không phải vì anh sao? Cô nói sợ cho tôi. Cái gì bà dị tôi? Không phải anh đang điều tra hung thủ giết hại Doanh Tiếu Thiên sao? Tôi sợ đến lúc đó Doanh Chiến đến cục cảnh sát các anh gây rắc rối. Vậy nên tôi qua đây tìm Doanh Chiến, nhờ anh ta giúp nới thêm thời gian mấy ngày cho các anh. Con người tôi đại nghĩa lẫm liệt cỡ nào, hy sinh cỡ nào. Nói đi. Không phải nói hay lắm sao? Nói nữa đi. Hiện giờ cô còn đứng không vững. Tôi nói cô biết những chuyện này đến do đàn ông làm, giao cho cảnh sát chúng tôi là được. Không phải anh nói xem con người của anh, tôi đang tốt bụng giúp cho anh. Sao anh lại nổi giận? Tôi không cần cô giúp. Cô chỉ cần để bản thân giống thục nữ là được. Tôi? Sao tôi lại không giống? Tôi không đoan trang sao? Tôi đoan trang phóng khoáng quá trời. Tôi đau. Đau quá. Đau quá. Cô là đồ ngốc. Đau quá đi. Mặt của tôi. Đi làm gì? Chuyện tốt của tôi bị anh làm loạn rồi. Dáng vẻ hôm qua của Lâm Bích Quân rõ ràng là muốn chuốc say Danh Chiến. Cô ta muốn ở trong biệt thự Doanh gia tìm thứ gì? Nói vậy không sai. Nhưng hiện giờ anh có lý do gì lục soát biệt thự Doanh gia? Lỡ mai không tìm được thứ hữu dụng gì thì phải làm sao? Vậy anh tìm một lý do cho tôi đi lục soát biệt thự Doanh gia. Còn gơ ra đó làm gì? Đi mau đi. Dạ. Đồng tiểu thư, anh sao vậy? Mặt nhăn mày nhó. Còn không phải vì chuyện của vụ án. Cô đừng đi vào, tâm trạng đội trưởng không tốt đâu. Tâm trạng không tốt, vậy tôi càng phải đi vào. Tôi có tin tốt nói cho anh ấy. Thực
Kỳ, xem tới đây. Anh không vui đương nhiên em phải ở cạnh anh rồi. Hơn nữa em có một tin tốt muốn nói cho anh. Anh trai em Tiền Trọng Dĩ có khả năng vẫn còn sống. Cái gì? Thật sao? Em tìm thấy phóng viên đưa tin vụ án bắt cóc ngày hôm đó. Ông ấy nói khi đó có người tận mắt chứng kiến có thể chứng minh anh trai bị người của Doanh Thị bắt đi. Nhưng nhân chứng đã chết rồi. Người của Doanh Thị lại từ chối không nhận. Chúng ta không có nhân chứng, chứng cứ, lời khai. Thời gian nhiều năm muốn tìm được Tiền Trọng Dĩ giống như mò kim đáy bể. Quả nhiên là Doanh Thị. Giờ lập tức tìm Doanh Chiến. Trọng Kiệt, anh đừng kích động. Anh không kích động, hiện giờ rất bình tĩnh. Trái lại em có một ý, có thể làm ít công to. Hai hôm trước có người nói cho cha em, nói trong nhà Doanh Chiến cất giấu quân quả. Em là có ý gì? Người của Doanh Thị và người của già Thiên Hội thường xuyên có đấu súng. Ai cũng biết Doanh Chiến có súng. Người đó lại báo cáo nhà Doanh Chiến giấu riêng quân quả. Nhưng mà đứng ở góc độ pháp luật, nếu anh đi lục soát gì đó thì cũng không có vấn đề gì. Kiki, em đúng là phúc tinh của anh. Giờ đã biết điểm tốt của em rồi chứ. Lâm tiểu thư, cô ở đây đợi một lát. Thiếu gia của tôi sẽ xuống. Được, cảm ơn. Đội trưởng, lệnh lục soát của chúng ta trống. Lỡ may bị Doanh Chiến phát hiện, cảnh sát kiểm tra súng tư nhân là lẽ đương nhiên. Nếu anh sợ thì đừng đi. Đây không phải Lâm tiểu thư sao? Liên tục tìm tôi hai lần, có chuyện gì? Nói đi, tôi không thích dòng do. Được, vậy em nói thẳng. Em muốn hỏi anh một chút. Em muốn nghe ngóng tin tức về một người. Được. Nhưng mà cô nói tôi trước, Lâm Bích Quân đang ở đâu? Anh luôn hỏi em câu này, em cũng trả lời anh rất nhiều lần. Em chính là Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân ở ngay đây mà. Thiếu gia, người của ban hán khẩu tới, có lẽ là người của Kim Hà Tại. Thất lễ rồi. Được. Cô làm gì vậy? Muốn làm gì? Em không làm gì, chỉ là đợi anh lâu quá, thấy anh mãi không tới nên em muốn đi tìm anh thôi. Cũng không có gì. Muốn vào xem thử không? Dạ được. Tránh ra. Hóa ra trong này là một phòng hoa sao? Đẹp thật đó. Còn nhớ không, đây là hoa tôi tặng cô vào lần đầu tiên gặp mặt. Đây là hoa lan em thích nhất. Chính là cái này sao? Nhưng sao hoa này trông như sắp chết. Cảm giác lâu lắm rồi không ai chăm sóc nó. Tôi từng có một người bạn, cô ấy thích hoa lan nhất, nên tôi mới tạo ra căn phòng hoa này cho cô ấy. Chỉ có điều hoa lan rất khó sống, cần có người tận tâm chăm sóc. Nhưng hiện giờ cô ấy không ở đây, đương nhiên là không có ai chăm sóc. Vậy hiện giờ người này đã đi đâu? Số của cô ấy là ai lại khiến Doanh Chiến đại ca dốc lòng như vậy? Cô ấy chính là Lâm Bích Quân. Em sao?
Hóa ra em thích Hoa Lan à? Tuy tôi không biết cô là ai, nhưng tôi dám khẳng định cô không phải là Lâm Bích Quân. Không phải, sao em lại không phải Lâm Bích Quân? Không phải, đã nói với anh em bị ốm. Anh cứ nói em không phải, có phải có vấn đề không? Nâng cao tinh thần lên. Dạ. Sao vậy đội trưởng Tiền? Chúng tôi trước giờ nước sông có phạm đích giết như cục cảnh sát. Đội trưởng Tiền đột nhiên đưa người giết tới đây, có hơi ầm ĩ rồi. Nói thừa, không phải tôi có lệnh lục soát mới tới sao? Có người báo với cục cảnh sát, nghi ngờ chỗ có anh Trữ Quân Quả, bắt buộc phải lục soát toàn bộ. Không được giao. Không được giao. Anh làm gì vậy? Tôi không nhẫn tâm làm tổn thương Bích Quân. Như cô chỉ là một con bé nhà quê từ đâu tới không biết, giật thay thế của Bích Quân. Nếu anh đã cảm thấy em không phải là Bích Quân, sao còn hôn em? Vậy nên tôi mới nỡ làm vậy với cô. Doanh đại ca, em thực sự là Lâm Bích Quân. Chỉ có điều anh đợi em hồi phục trí nhớ được không? Sau khi em hồi phục rồi, em nhất định sẽ báo đáp anh. Nếu cô có thể tìm Bích Quân trở về, chính là báo đáp lớn nhất với tôi. Được, em cảm thấy em nên đi dạo xung quanh, như vậy có thể giúp em tìm lại được ký ức của mình đó. Em ra ngoài một chút.